Chị ơi, lộ hàng em ơi. Lộ. Lạ lắm, ngại lắm, lạ lắm, ngại lắm. Cái cặp mắt nhìn em, cái nhìn muốn làm quen, cái nhìn đầu tiên. Còn cả chân đấy, còn đận vỡ. Cái mấy cái điểm mà như kiểu ôm giặt ôm giếc cái thứ nó hay hay cái lọc gió ấy. Ôm giặt lọc gió. Dễ đi nhưng cái cô xin kia không phải đâu nhá. Ờ, chỉ 5 cái động cơ Honda thôi. Đấy, trên nóng thùng. Bát xốp ở dưới này. Do cái trục chổng lên trên này rồi. Nhìn chỗ ốp giật nào thì điện dày dày xốp luôn. Ốp giật lọc gió. Cho đằng nửa chế đi ốp giật nữa. Cho đứng như này còn... Không, xong mình ghi là mặt nào ở trên. Ồ, hay đây là đóng cho thùng đã. Ông chả hiểu gì cả. Chả hiểu gì. Tôi đã bắt ông đặt ốp giật nằm đứng đầu. Chả hiểu gì, đái củ chỉ. Mình dựng lại, xong rồi mình lốp xốp bên này, xong mình đứng lên mình ghi đây là mặt trên. Dễ vỡ. Nhớ cái mặt nào mặt đấy là được. Nói chung xe tải nó dễ hơn. Chứ mẹ gửi bọn bưu điện thì bay đạn lắm, nó không quan tâm đâu. Hốp vừa vừa thôi, để dành điện ốp giật. Đấy, nó lại lấy cái này này. Cái này chúng nổ. Cái đấy thôi, để ốp giật thôi. Chứ ra bãi rác tìm đi xem còn không. Không, chỉ ốp giật thôi, chỉ lo ốp giật thôi. Mình kinh nghiệm thủ công mỹ nghệ, chuyên chơi dao dọc giấy. Gói máy như gói quà lưu niệm ấy nhỉ. Cái bóng nổ này không ăn thua. Nhờ. Cái giấy nổ này không ăn thua. Không phải là không phải là ăn thua là hai cái. Ờ. Hình như đi kiếm được đúng một mẩu xốp. Không có kiếm ấy. Không. Đấy xốp này đủ mà che đỡ giật đủ đấy. Mày mà hành nghề ve chai chỉ có thất nghiệp thôi em ạ. Lấy nhiều bìa lót vào cũng được. Lấy đống bìa thùng như kiểu mình lót vào cũng được. Mà chụp giật thôi mình ạ. Chụp giật em cuốn giày rồi. Tốt thì không cần lắm đâu. Mình kê cái này sang hai bên xong dựng to như này đừng không để cốt dạ được. Cái này nó cũng có cái giày này, 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 nó
Vẫn để lồi cốt à? Vẫn để lồi cốt. Có cái cốt 20 phân mà nó cứ lòi ra này, chết thật. Cảm giác thật là biến thái. Súng ống cứ ngửa hết rời này các bạn này. What? What the fuck? Cảm giác thật là biến thái. Thế là khi mà gửi hàng, gửi hàng qua bưu điện ấy, thì chúng tôi đóng xong này thì bưu điện họ sẽ trở về bên bưu cục. Bên bưu cục họ sẽ phân loại hàng nào đi tỉnh nào, bắt đầu chuyển xe xong về cái thành phố đấy, về tỉnh đấy, thành bưu điện thành phố của cái tỉnh đấy, xong bắt đầu mới phân bổ tuyến huyện xong phân bổ tuyến xã. Nó qua, tức là hàng nó sẽ chuyển đi chuyển lại qua rất là nhiều người, rất là nhiều, nên là nó rất là khó giữ được cái tình trạng nguyên vẹn nếu mà chúng ta không bọc kỹ như thế này. Nếu mà chúng ta mà bọc theo kiểu lời phời là thế nào sẽ bị móc méo ngay. Gửi nhà xe thì bao giờ cũng sẽ là an toàn hơn. Vì gửi nhà xe thì chúng tôi chở từ đây ra bến chẳng hạn như thế, chúng tôi sẽ theo dõi cái quá trình mà từ ấy lên xe, từ bến vào xe, và chúng tôi để yên chỗ như vậy. Xe trong quá trình di chuyển thì nó cũng đỡ hơn, xong là đến nơi là khách hàng nhận được luôn. Như thế là nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với việc là gửi bưu điện thì nói chung là bần cùng bất đắc dĩ. Có ai hoặc là nó không những ai nào mà không có xe đi qua thì bần cùng bất đắc dĩ chúng ta mới phải gửi bưu điện thôi. Còn tôi nói thật nên hạn chế gửi bưu điện. Nếu các bạn mà có xe, có chuyến, có trành, có xe qua tận nơi thì chúng ta gửi nhà xe là tốt nhất. Bạn ví dụ ở Đắk Lắk, Đắk Liếc thì vẫn có xe qua đúng không? Nhưng mà những bạn ở Kiên Giang, Hậu Giang những cái thứ thì thôi, đành gửi bưu điện. Gửi bưu điện thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà hạn chế tối đa luôn. Các bạn thấy động cơ. Động cơ này chúng tôi gửi lên Mường Tè, Lai Châu, và hôm trước thì chúng gửi hai cái lên cho khách hàng này, là một khách hàng chuyên đóng thuyền. Thì sau khi dùng động cơ này thử nghiệm họ thấy rất là tốt. Máy mới là không tốt, không được. Ngựa giá rất là hợp lý. Nga một con GX160, GX200 mới thôi. Các bạn thấy không? Họ thấy rất hợp lý và họ lập tức họ mua thêm 5 cái để họ lắp vào hệ thống thuyền của mình. Hàng này gửi về Kiên Giang, gửi về Hậu Giang, gửi về An Giang. Nói chung gửi về trong miền Tây cũng chưa đến nhiều. Còn trong miền Tây thì họ nhiều khách hàng nói với chúng tôi là họ cũng không chuộng Honda lắm, thì kêu là Honda hay xuống máy hơn là Mitsu, vẫn thích Mitsu hơn. Nhưng mà Honda thực sự luôn là nếu mà dòng này thì nó cũng rất là bền. Không đến nỗi nào đâu các bạn. Honda mình nói về Honda mà Honda hàng này hàng xuất Mỹ rồi. Máy đen chứ không phải là máy đỏ trắng như kiểu hàng thông thường chúng ta hay thấy. Chất lượng rất là ok. Đây các bạn nữa. Sau khi đóng hàng thì nó rất là gọn như này. Thế mà súng ống nó vẫn cứ rỏng lên dài. 20 cm nó mới dài, đây có hơn chục cm mà nó cũng hỏng hết lên dài các bạn. Hàng gấp rút đóng để gì? Từ ngày một tay Lai Châu thì chúng tôi phải gửi hai chành. Bình thường chúng chỉ có một chành nó lên đến tận một tay Lai Châu, nhưng cước lên đấy rất là cao, chúng tôi gửi hai chành cho hạn chế cước cho khách hàng. Đúng là Quỳnh làm ra chất hẳn. Chuẩn luôn, đóng làm cái thùng vô biết đẹp. Phải rất là đo đấy, ở ngoài rất là đo. Phải chuẩn khác, phải cái máy CNC khác. Còn nhiều số lên cho nó đi chứ. À đâu, không còn nhiều đâu. 3-4 cái gì đóng rồi. Cái bản nó vứt xe tải này nó cũng nhắm tung này.
đi chú ý lên họ nó xuống họ đánh thì là mặt trên thì cái này là mặt trên dễ móc, còn nhiệt độ dưới điện thì nó khoảng ầm. Cái ở chân dưới lớp mẹ vỡ lớp thì thôi, vỡ lớp còn ngại cứu chứ phải giờ cứu mẹ, cái lớp dưới thì ngại cứu. Bạn thanh niên chưa vợ. Bàn tay này mà bóp hai cái này tay cứ nát. Tôi vừa mà thấy nhất. Từ đai chín nó chuyển sang ống ống này là ống nhất. Các bác xem video mà thấy có lãi mà thấy mà thanh niên này mà đến bán thì nó sẽ trúng thưởng ngay. Thanh niên khả năng thay đổi căn khôn, chuyển từ quả bưởi thành quả mướp. Sau khi đóng xong thì các bạn có thể thấy chúng tôi phải quay cái mặt này lên trên, mặt này, mặt bình xăng này, mặt cái trục cốt xăng là mặt bên hông này. Mừng tè đây châu, các bạn biết sự tích mừng tè không? Anh chàng mừng tè không? Anh hơ mông bên đống lửa em mừng tè nhưng đâu anh chàng hơ mông bên đống lửa. À, cô nàng hương mông bên nó lửa, chàng trai mừng tè dưới gốc cây. Anh Nguyên có một bài thơ rất là đọc. Rồi đây là 5 cái động cơ chúng tôi đã đóng xong. Rồi, bạn có thể thấy được. Rồi, cái số lượng động cơ gửi 270 của chúng tôi còn rất là ít các bạn nha. Nếu mà các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ ngay điện máy Vinh Sơn 961349345. Các bạn vui lòng like, subscribe, đăng ký kênh YouTube để liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Vinh Sơn nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.